Là một trong những triển lãm nổi tiếng về vũ khí và thiết bị săn bắn tại Nga, triển lãm Ora Expo năm nay đặc biệt thu hút với những mẫu súng trường bắn tỉa siêu vượt âm DXL-5 của tập đoàn vũ khí Lobaev. Tiêu điểm của triển lãm Orel X Ex Expo năm nay nằm ở gian hàng của tập đoàn vũ khí tư nhân Loba F với rất nhiều mẫu súng trường bắn tỉa hạng nhất và bắn tỉa siêu thanh có thể đạt tốc độ hơn 1.500m một giây. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể tới mẫu súng trường bắn tỉa DXL-5 với nhiều biến thể khác nhau, từ súng cỡ nòng nhỏ chỉ nặng 4,9kg đến súng trường hạng nặng 12,4kg với tầm bắn lên tới 2.200m cùng hộp đạn cỡ nòng 12,7 ly. Đây cũng là một trong những mẫu súng trường đang được quân đội Nga sử dụng tại chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phiên bản đầu tiên của DXL-5 lần đầu được ra mắt vào năm 2021 và được mệnh danh là súng trường bắn tỉa tầm xa nhất thế giới với khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa 7 km. Ngoài ra, mẫu súng trường này còn có những cải tiến mang tính cách mạng như sơ tốc đầu nòng nhanh gấp 4 đến 5 lần tốc độ âm thanh, đồng thời có thể sử dụng được 4 loại đạn khác nhau. Theo đó, mục tiêu của tập đoàn Loba F là biến DXL5 trở thành loại vũ khí tiện lợi và thoải mái nhất cho bất cứ xạ thủ nào, dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư tháng 9 năm nay, Lô f cũng đã thử nghiệm đạn bắn tỉa mô phỏng siêu vượt âm nhằm hướng tới mẫu đạn siêu vượt âm có thể đạt tốc độ hơn 1.500m một giây trong tương lai. Ngoài ra, gian hàng của Lô f còn trưng bày mẫu súng tiền nhiệm DXL-4, Sevastopol, phiên bản súng trường quân đội của dòng súng trường tầm xa nhất trên thế giới. Một điểm nhấn khác của triển lãm vũ khí tại trung tâm gustini Divo còn phải kể tới gian hàng của tập đoàn Kalashnikov với nhiều mẫu súng ngắn mới nhất. Trong khi đó, công ty PPSH Laboratory có trụ sở ở xanh Petersburg ra mắt mẫu súng LPD-830 có khả năng gây nhiễu các phương tiện không người lái. Được biết, mẫu súng này hiện đã được triển khai tại chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Công ty Navigator của Nga thì lần lượt giới thiệu phiên bản sửa đổi của mẫu kính ngắm quang học Venox Patriot LRF 2.0 phù hợp với mọi thời tiết cùng tầm nhìn lên tới 2.800m tại triển lãm lần này. Theo đó, kính Venox Patriot được trang bị màn hình AMOLED và máy đo khoảng cách tích hợp laser cho phép phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.200m.